Xin chào mọi người, mình là Dung. Có rất nhiều sai lầm trong cuộc đời mà chúng ta không thể sửa chữa được, nhưng có một sai lầm chắc chắn có thể thay đổi. Để mình cho các bạn xem lại sai lầm năm 18 tuổi của mình. Trời ơi, nhìn vào mái tóc này xem, đây chính là nỗi tự ti lớn nhất trong cuộc đời của mình. Có ai giống mình không? 27 tuổi, nhưng do căng thẳng công việc mà tóc hai bên trán của mình đã rụng gần hết. Đi đâu cũng phải đội mũ, trời nóng cũng không dám vén hết tóc lên. Gội đầu thì tóc rụng từng búi, dù mình đã dùng dầu gội, uống thuốc mọc tóc đủ mọi loại. Tóc càng rụng lại càng stress, mà càng stress thì tóc lại càng rụng. Mãi nửa năm trước, mình được bà chị họ dẫn đến phòng khám da liễu thẩm mỹ Thiên Trường, mách nhỏ rằng ở đây có công nghệ cấy tóc Viso mới, đưa tính chất vào nang tóc, đảm bảo tóc mọc dày như mơ ước. Sau lần điều trị đầu tiên, mình thấy tóc con mọc ra nhiều. Hết liệu trình thì đây là kết quả. Bây giờ mình hoàn toàn tự tin đi sửa chữa sai lầm năm 18 tuổi. Vén tóc lên, chụp ảnh lộ trán ư, chuyện nhỏ, vô tư đi, vì tóc đẹp đã có Thiên Trường lo.